Xin chào cả nhà đã quay trở lại với kênh của Nhà Tiên Vlog. Thì em cập nhật về mẫu của cậu Năm Diệu Linh. Thì bây giờ mấy anh cũng đem những cái tràng hoa bị ướt đi ra ngoài để phơi. Và cũng đã đem nhang ra đây để phơi nè, cho trời mưa. Nên là bây giờ phải phơi ở ngoài này là cô chú. Đem ra ngoài này phơi hết. Tại hoa sáp đó là trời mưa là sẽ bị chảy ra, nên là bây giờ là phải đem ra ngoài này để phơi ha. Nhưng mà cái này nó hơi ướt thì phơi về được, chứ nó mà đã chảy ra như vậy là phơi thì phơi chứ không có trở lại như ban đầu đâu. Kiếm cái gì để đỡ duyên nữa chứ, để cho nó mau khô. Mình phơi đũa vòng tròn vậy đó, hiểu không? Chứ nó vậy là nó không có được đâu. Đó mình lấy gì đâu, nó sạch không anh? Đẩy vòng vòng á, vòng vòng á, đừng đẩy vậy. Rút cái lâu lâu đẩy lên. Cái hồi lâu lâu cái mình chở cái chị vậy đó. Biết không, một cái vòng tròn luôn. Em nghĩ là chắc chị rất có buồn của chị. Chứ à, sao nữa? Mới chịu mà. Chưa được nửa ngày nữa là buổi tối là trời mưa rồi. Rồi sáng là mua sương cái nữa. Qua em vừa thấy xong quay cái đi về luôn. Bây giờ này tại để tiền thì một mớ nào luôn, tại vì mà có cái này thì giữ nguyên thôi. Cái này không lột ra luôn, cái này nó khô thì cái này nó không bớt luôn, nhưng mà mình đẩy phía bên này luôn rồi. Rồi chị lên tốt cái thùng ra đi. Cái cây này là không quan trọng, quan trọng là cái chỗ mình đậu ở đậu thôi. Đúng rồi. Tại vì chú tiểu bữa nay là mất phải làm ngoài kia rồi. Mẹ chú tiểu nghỉ à. Sau cơn mưa thì giờ lá cũng rụng nhiều, nên là cái anh nhân viên bây giờ anh cũng phải quét dọn mà cô chú. Cũng có mấy chị đến viếng cậu Năm. Đốt hút cậu sáng giờ có đốt đứa nào chưa? Rồi.
tiêu tới nữa. Ơi, mình dọn mấy cái này ra phơi với ai mà đi ngang không hiểu, chắc ta tưởng đâu mình chuẩn bị làm mộ ha. Không, ý là người ta nghĩ mình chắc chuẩn bị làm mộ rồi sao mà chờ mày. Thấy không? Nó nói, ủa chuẩn bị làm mộ rồi sao mà chờ đàn hoa ra quá trời quá đất luôn. Kênh Hiện Tiên Vlog sẽ chia sẻ những gì có thật ở tại mộ của cậu Vũ Linh nha cả nhà nha. Có trường hợp là có những anh những chị khi mà cũng đăng lên YouTube nhưng mà nói nhiều cái nó sai sự thật đi. Đó, em thì có sao nói vậy chứ không phải là những câu like câu view. Cái trường hợp mà như là những cái tràng hoa khi mà đem ra ngoài để phơi thì cũng em nghĩ là có khả năng thì cũng sẽ nói là mộ của cậu Năm để chuẩn bị làm hay gì đó đem dọn dẹp rồi. Nói chung là em phải nói mà đúng và chính xác để nhiều cô chú anh chị ở xa không đến viếng được thì sẽ nắm được những tình hình đúng và rõ ràng, không phải là nói để như cho cô chú anh chị khi mà vào xem, nhưng mà vào xem thì nó lại không có cái gì trong đó hoặc là không đúng như sự thật mà mình đã nói trên video trong cái hình vuông nhỏ hoặc là những cái tiêu đài. Và đến đây thì em xin khép lại nha cái video. Cả nhà nhớ đăng ký kênh cũng như là like để em ra những cái video mới nhất sẽ được báo trên YouTube nha. Rồi bây giờ em xin chào và hẹn gặp lại.